I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on this display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me, I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching. Bấm cái đèn trên kia bên trái, bên phải bên kia rồi. Hello anh em đã quay trở lại với kênh của mình Biker ha anh em ha. Bấm cái đèn rồi. Hello anh em đã quay trở lại kênh của mình Biker. Thì hôm nay đem đến cho anh em đủ dòng luôn. KTM Đúc 200, CB300, Z300, MT15. Có nghĩa là từ 150 tới 300 đó anh em. Thì anh em thích con nào lựa con đó. Thì con đặc biệt nhất ngày hôm nay, hai con này là hai con kẹt, ba con này keng và đặc biệt nhất và rẻ luôn anh em. Đây là KTM Đúc 200, thẻ bảo hành, mọi thứ đồ zin còn đủ anh em. Cái này là kính chắn gió đồ chơi, thẻ bảo hành. Ủa cái sổ mới để đây rồi, nào dẹp rồi, đâu rồi? Rồi sổ con này thì mới mua. Để mình chờ mình xíu, em quay lướt lướt cho anh em coi mấy con đó đi. Để mình coi thử anh đăng ký năm bao nhiêu, lại mình không nhớ. KTM Đúc 200 tháng 5 2021 nha anh em. Con này tháng 5 là 2021. Con này xe như mới anh em, hình như là mới đi, để mình mở anh em coi. Con này đi được 7.000 cây nha anh em. 7.000 cây. 7.000 cây nè, rồi. Con này thì bảo hành 2 lần. Có bill đầy đủ. Thì anh em về chỉ đi thôi, chỉ cần đi thôi, hai cái bill đó đầy đủ nè. Đó. Một lần bảo hành là hết 1.000.000 nè, một lần 1.200.000 nè, hai lần 2.000.000 nè anh em ha. Thì bảo hành hết rồi, xe bên mình bán thì anh em yên tâm. Bảo hành bảo dưỡng đầy đủ rồi, anh em về anh em chỉ có giọt thôi, chỉ có đi thôi. Còn đây là sổ hướng dẫn sử dụng mới còn đầy đủ luôn. Anh em không còn lo gì hết, còn xe này chính chủ rút hồ sơ thoải mái. Và lưu ý anh em nha. Khi mà anh em rút hồ sơ sang tên sau này anh quay đầu sẽ không có được giá tốt rồi nha. Cái ủy quyền thì sau này mới được giá tốt 10%, 20%. Còn anh em đã sang tên rồi thì cũng hỗ trợ quay đầu nhưng mà giá nó không có tốt 10%, 20% đâu. Đây là Đúc 200 thì con này đi rất là đã. Đi rất là phê luôn. Con này thì có lên nè, ba ga nè. Nên đâu quay từ đầu trước đi, kính chắn gió nè, bảo vệ tay thắng nè. Đó. Kính chắn gió, bảo vệ tay thắng, đồ zin còn đủ nha. Bảo vệ các nước, chống đổ sườn. Chống đổ khung đó, chống đổ cái khung đó, nguyên khung rất là mắc. Rồi ốc bên nâng nè. Rồi ba ga sau mà nếu anh em có đi phượt nè, chống đổ cái này luôn, nói chung là nó bảo vệ hết luôn. Rồi. Bi leo lên ngồi 1m6, ngồi xe thử cho anh em xem nè. Ngồi rồi đề máy luôn cho anh em đồ. Đó 1m6. Con này thấy sao? Thấy sao? Cao không? Vừa đủ ha? Cao. Mà ngồi ok, thoải mái không? 1m6 ngồi hơi nhón nha anh em. Rồi đề máy cho anh em coi. Con này á mà anh em kiểu thích cảm giác độc lạ, đời ba sướng lắm, nó giống như xe độ rồi đó. Rồi nẹt bô đó, rất là đã. Rồi ok đó, anh em thấy rồi đó, 1m62 ngồi rất là thoải mái. Rồi chấm nhấn xuống rồi, rồi chuẩn bị mình qua từng con từng con. Rồi thì con này siêu mới luôn nha anh em, xe còn rất là mới luôn. Anh em qua anh em coi anh em test. Và cái yên này chủ nó lợp lại để mình chở người phía sau á thoải mái hơn. Quay gần cái yên cho anh coi. Anh nói tới cái gì rồi quay cái đó thôi, cho anh em dễ coi. Đó, người ngồi sau ngồi rất thoải mái, dù mình đi phượt mình ngồi đây, bạn gái mình ngồi đây. Cái này để ba lô là y bài luôn, con xe này đục đúng chất đi phượt luôn, đã bảo hành bảo dưỡng đầy đủ. Con này mình bán cho anh em 5x thôi, con này bằng giá của em MT15 thôi. Xe này mới tới 100 mấy lần nha anh em. Xe mới tới 100 mấy lần nha. Mình bán bằng giá MT15 luôn.
Đó, giá MT15, MT15 này là 2023, ngày 29 tháng 12 2022, nên mình ghi 2022 thôi chứ thực chất là 2023. Rồi, bây giờ qua MCB300. Thì MC con này biển số thành phố nha anh em lưu ý nha, xe này là biển số thành phố luôn, thành phố Hồ Chí Minh. Rút hồ sơ thoải mái, cái y quyền đều thoải mái luôn. Đây MCB300. Con này thì rất là đẹp, rất là lướt luôn, đồ chơi rất là nhiều. Đó, con này mình bán cho anh em 90. Tại xe này rất là mới. Cái này là còn đầy đủ nha anh em. Cặp tay con tay thắng là còn đồ zin đầy đủ. Rồi, xe nè, xe anh em có lên nè, chống đổ sườn nè. Đó, chống đổ khung, cứ lộn hoài chống đổ khung nè, bảo vệ các nước nè. Đó, giá đỡ điện thoại nè, tay thắng tay con bình dầu nè, xe thì mới tinh luôn. Mọi thứ là đều như mới nha anh em, ốc tán rồi mọi thứ là mới luôn. Con này mới đi mấy ngàn cây thôi anh em. Thì bình xăng còn mới, nói chung là xe này rất là mới, anh em qua có thể qua coi tận tận nơi. Có lên ba ga sau nè cho anh em đi phượt luôn. Mà đặc biệt hai con này hôm nay tự nhiên nó lạ ha, đều lên cái yên nệm. Cái yên nệm êm nè, đó. Xe là xe mới nè anh em, như xe mới nha anh em. Đó, anh em mà ghé mua bên mình. Cái này chỗ này có lên một cái cổng sạc điện thoại nè. Đó, anh em có thể sạc điện thoại. Đó, xe này mới luôn, mới tinh nè. Con này là 2020 nha anh em. Đó, mới tinh luôn, đồ zin còn đủ luôn, không thiếu gì hết. Bây giờ nó mới cũng không biết làm cái gì. Em quay cái bình xăng cho anh em coi cái độ mới của nó kìa. Tự nhiên đang quay clip nó đau bụng rồi. Bi ngồi là thử con CB300. Rồi, để Bi ngồi xem. Con này biển số thành phố luôn nha. Ba con này đều thành phố hết. Con này biển số Bình Dương. Rồi, 1m62 ngồi cho anh em xem nè. Cao so với con đúc này, con nào cao hơn? CB300 cao hơn luôn đúng không? Đó, nhón hai chân nè anh em thấy không? Con này mà anh em 1m65 là chạy ok nha. Dưới 1m65, dưới 1m6 thì chạy hơi khó. Đó, đây là đeo cảm nhận là con này cao hơn con đúc 200. Rồi dĩ nhiên 300 này phải mạnh hơn 200 rồi ha anh em ha. Giá nó cao hơn mà. Rồi, ok, cảm ơn em. Những con xe này chở người yêu đều thoải mái nha anh em. Hôm nay là về bốn em nách kịch luôn á. Rồi, qua em Z300 hai mấy nè. Z300 hai mấy thì giá rẻ hơn. Đó, con này là 2018. 2018 đi được 19.000 cây. 2018 19.000 cây, xe zin nguyên zin. Có chợ sáng. Đó, con này bán anh em 71 triệu thôi, xe nguyên zin, hai chìa khóa đầy đủ. Bình mới thay luôn. Đây, tiếng máy. À quên cho anh em nghe tiếng máy của CB300. Tiếng máy Z300 nè. 71 triệu xe nguyên zin luôn nha, kể cả cái yên này còn zin luôn. Z3 mà kiếm xe zin là cũng hơi khó. Cho anh em nghe tiếng CB300. Đó. Nó nà ná giống đúc à. Một máy á. Rồi ok anh em. Tất cả xe đều có đồ chơi đầy đủ ha. Hai máy thì đều hơn nha anh em. Anh em là thích hai máy thì qua con này. Đó, hai máy thì đều hơn. Một máy thì nó vậy, nhưng mà một máy tiết kiệm xăng hơn. Rồi tới cuối cùng là MT15. MT15 này là mới luôn. Em này đúng lướt luôn nha, bao lướt luôn. Em này như mới 5.000 à. Em này là hôm bữa khách đổi MT15 lấy R15M á. 5.000 cây, còn này cũng như mới luôn. Nó hai chìa nè, người ta chưa sử dụng luôn, chìa dự phòng mà, nó y chang luôn. Xe này bảo trì bảo dưỡng có lý lịch đầy đủ luôn nha anh em. Đó, anh em nào mua xe mới thì nghĩ qua em này cho tiết kiệm. Thì em này trong các bốn em thì em này là bảo trì bảo dưỡng nhẹ nhất. Nhớt của em nó là chỉ có 850ml thôi, khi mà anh em không thay lọc, thay lọc thì có 1 lít thôi. Bảo trì bảo dưỡng nhẹ, nếu anh em mà mới tập chơi mà chơi thì muốn nhẹ nhàng thì chơi em này. Qua em này ngồi luôn cho anh em so sánh luôn. À, Z300, ngồi Z300 xong qua ngồi em này. Z300 thì nó lùng nhất nha anh em. Theo mình đánh giá cho anh em, mình review cho anh em thì nó lùng nhất. Nhưng mà bảo dưỡng bảo trì là nó nặng nhất, tại vì nó tới hai máy anh em. Nhớt nó khoảng 2 lít. Hai máy, hai bogey. Rồi, em này dưới 1m6 chạy phải re, 1m55 chạy cũng được luôn, 1m6 chống thoải mái. Rồi, qua MT đi. Đó, bữa nay có 4 em quay cho anh em xem là đúng chất là review xe luôn. Em này, Z3 này lên đèn LED hết nha. Đèn zin nó là halogen nhưng mà đã có LED hết rồi. Rồi, MT thấy sao? Cảm giác so với MCB với lại em KTM. Nó cũng cao ngang ngửa ha. Cao hơn con đúc luôn. Bằng con CB. Ừ, cao hơn con đúc bằng con CB nha, ngang ngang vậy đó, nó na ná vậy đó. Thì cái này là do mình không có tính toán theo cái chiều cao khoa học, mình tính theo cái chạng người thôi nè. Anh em nhắm mà anh em mua, chứ nhiều khi tính chiều cao khoa học nó sẽ như vậy nè.
cái người chân lùn, cái người chân thấp, cái người chân ngắn, người chân dài, người lưng dài, người lưng ngắn. À, nó vậy đó, cái này cho anh em coi thực tế cho nó dễ. À, thì đó, nó là vậy đó anh em. Thì theo mình đánh giá ha, anh em mấy 65 thì chọn này, trên mấy 65 con này là hợp lý. Anh em lùn hơn chút xíu rồi chọn Z300. Đó, theo mình thấy tại mấy con này con nào nó cũng yên, nó cao cao, nó kiểu nó dài lai, nó lai giữa nách kịch với lại cầu cào. Mà ba con này á, mấy con này á mà anh đi leo núi, leo đèo, leo dốc thì quá là sướng. Đó, đi leo đường mà đường Sài Gòn mà đi đường ngập nước là ok, cực kỳ sướng ha anh em ha. Cái kiểu này là đi thì khỏi phải chê. Biển số Sài Gòn, tất cả xe đều chính chủ, đập thùng từ đầu. À, con MT này là mua bản chính hãng, là con số hành đầy đủ. MT là 54. Em này để anh em 54 luôn. Em này là mới nha, lý lịch rõ ràng nha anh em, chứ không phải ba cái xe tàu lao đâu nha anh em. Đó, sổ sách đầy đủ, 54 90 71. Đó, anh em mua anh Minh thì anh em yên tâm rồi. Vừa có hãng bảo hành mà vừa có Minh bảo hành cho anh em nữa thì ngại gì mà không chơi anh em. Đó, còn anh em mà muốn chơi trải nghiệm thời gian mà đổi xe khác, anh em muốn lên bốn mấy thì bên mình vẫn hỗ trợ cho anh em luôn. Chơi trải nghiệm hỗ trợ cho anh em đầy đủ hết. Và bốn em, bây giờ nãy giờ nói có thiếu gì không? À, mức tiêu hao nhiên liệu. À, để giải đáp cho anh em mức tiêu hao nhiên liệu thì em này khoảng 48 đến 50 cây một lít xăng. Em này là hai máy khoảng 25 tới 27 một lít xăng. Tùy theo mình đi nữa nha. Tùy theo mình đi nữa nha anh em nha. Hai máy thì đi đường nó mượt hơn, nó mạnh mẽ hơn. Em này khoảng tầm 30 mấy cây một lít xăng. Nó khoảng tầm 30 tới 35 một lít xăng. Nó con em này theo mình đánh giá là nó hao như một chiếc AB vậy anh em. AB 150 đó. Nó hao cỡ đó đó nè. Không, SH. Con này hao, con này không so sánh được, con này so sánh nhiều bị liệu nè. Con này là đó, khoảng tầm 30 tới 37 cây. Thì tùy theo cách anh em chạy nữa anh em. Nhiều anh em đi vô độ này nọ ha. Rồi, em này là khoảng tầm 37 tới 38 cây một lít. Theo chủ xe chia sẻ lại nha anh em. Xe này mình chưa chạy, mình test lít xăng. Tại vì mấy con này thì mình chạy quá nhiều rồi. Con này thì mình bán quá nhiều rồi, mình quán quá nhiều thì chủ xe chia sẻ là khoảng 37 đến 38 cây một lít, đúc 200. Đó. Và cái em này tọt đầu rất là mạnh anh em, đúc tọt đầu rất là mạnh mà rất là cá tính anh em. Đi con này cực kỳ cá tính, những anh em mà đi kiểu dáng đường phong cách đường phố bụi bặm mà leo lên con đúc này chụp hình thì bảo là bá cháy bồ chét luôn. Coi em này dành cho những anh em hiền lành nè. Thích kiểu CB, kiểu dáng nail sport, kiểu dáng cổ điển, một chút hiện đại, một chút cổ điển và một chút tiện lợi thì sử dụng em này. Còn em nào mà thích thời trang, kawa, thích kiểu hai máy mực mà mạnh, lên bô nó hay hơn một máy thì chọn Kawasaki Z300. Giá em này rất là rẻ, em này thời điểm mới ra 2018 là khoảng 150 triệu anh em. 150 triệu mới có một chiếc này, bây giờ chưa được nửa giá nhưng mà xe ngon nha anh em. Có những xe anh em thấy nó sẽ bán thấp hơn cái này luôn, có những xe bán 6 mấy triệu luôn. Nhưng mà đó là xe đi rất là nát và nó không có còn zin hết. Còn con này là zin từ cái yên luôn anh em. Cái yên vẫn còn zin luôn, bô zin vẫn còn zin, chỉ có lên chợ sáng này nọ thôi. Đĩa zin, mọi thứ là còn zin hết. Tại người ta đi cũng mười mấy ngàn cây thì nó cũng tới nỗi nào. Còn em này thì cực kỳ tiết kiệm cho anh em mới tập chơi mà kiểu thích thể thao, mạnh mẽ. Thể thao mà hiện đại ấy, nhìn nó giống như con quái quật. Đó, thì anh em chọn con này, tiết kiệm xăng. Xăng nhớt nó nhẹ nhàng, nó giống như một con exciter thôi. Chỉ chẳng qua là kiểu dáng dàn chân nó to hơn, nó bự hơn, nhìn nó hầm hố hơn và đi nó đẹp hơn, nó thời trang, nó nhẹ nhàng lắm. Em này rất là nhẹ, dắt đi rất là nhẹ. Đó. Rồi, đây là những em mình đã tư vấn hết cho anh em về cái vấn đề xe cộ rồi đó. Bây giờ mình cũng chả biết nói cái gì hơn nữa cho anh em. Tại vì mình nói như vậy là đủ rồi. Đối với một người kinh nghiệm chơi xe như mình biết chục năm. Còn mấy tháng nữa là đủ chục năm. Thì mình chia sẻ cho anh em gì đó là thực tế nhất. Anh em khỏi cần lăn tăn, khi anh em xem cái clip này là anh em biết là anh em phù hợp với xe nào à. Khỏi lăn tăn, khỏi nhức nhối đó. Những em này là kiểu đi cưỡi ngựa xem qua thôi. Và trong cái dạng max speed có nghĩa là tốc độ giới hạn thì con Z300 vẫn là mạnh nhất nha anh em nha. Tốc độ giới hạn con Z300 mà anh em chạy ngoài 170 vẫn ok. Em này chạy dưới 150. Em này thì chạy dưới 140. Em này dưới 140 luôn. Cỡ đó, đó, max speed của tụi nó. Tại còn về mà anh em có kéo hơn, kéo chậm hơn là do cái đường đó.
nó phụ thuộc vào cái đường dốc, đường trơn, đường gió và phụ thuộc vào cân nặng của người nài và cái kỹ năng của người nài nữa. Anh em lên đúng dòng tua, đúng tô máy, chạy đúng thì có thể tốc độ nó sẽ hơn. Còn bên mình nói là nói đó chung chung thôi, anh em chạy chung thôi. Thì đối với những em này mà anh em chạy không quá 100, không quá 100 thì rất là tuyệt vời rồi. Nếu mà không quá 100 thì nó là dư sức cho anh em chơi đó, anh em mới tập chơi. Còn anh em quá mơi tốc độ chứ gì, quá mơi tốc độ, quất em này cho 299, nếu mà quá mơi tốc độ. Còn mấy em này là chỉ là cưỡi ngựa xem qua thôi, nó hơn những dòng phổ thông thôi đó. Đặc biệt em Đúc này cực kỳ cá tính là mình cực kỳ thích. Thôi nói nhiều nó clip nó dài, anh em nói thằng này, anh em sẽ nói là thằng này sao nó quay mà nói nhiều quá. Thì mình nói đủ để cho anh em hiểu về những ngôi xe này thôi đó. Anh em về cái kiến thức của mình anh em đủ hiểu rồi, anh em đủ chém gió thôi, đủ đi chém gió đó, tất cả các anh em trong hội đó đó. Còn tất cả các dòng xe, tại vì mình là một người chơi từ những dòng xe nhỏ tới xe lớn, cho nên mình hiểu những con xe nó cần gì, nó muốn cái gì đó. Và chia sẻ cho anh em, cho anh em tâm lý, anh em chơi cho nó dễ. Rồi ok, chúc anh em một ngày xem clip thì là vui vẻ. Đưa ra một con xe mà đam mê mình thích. Anh em nào mà chưa có điều kiện thì cũng xem clip của mình, bấm like, subscribe để biết đâu được sau này có tương lai nào đó chúng ta lại đứng đây chụp với nhau những tấm hình bàn giao xe đó, đúng không anh em? Đó là cho nên anh em cứ theo dõi mình, chứ anh em đừng bỏ theo dõi tội nghiệp mình. Thì mình chưa có dịp thì mình cứ theo dõi, để khi nào có dịp thì mình ghé mua xe đó, đúng không em? Hồi đó có theo dõi anh không? Có không? Đây anh này anh mua R15, anh đang bảo trì bảo dưỡng bên mình nè. Đó, đây xe đang bảo trì bảo dưỡng cho anh em. Những con này thì nó nuôi nó nhẹ anh em. Đối với những người, nhiều người ta không thích sao anh em? Nhiều anh em nói đi R15 rồi này nọ. Tại vì cơ bản là người ta bận, người ta không có thời gian mà chăm sóc nó nhiều giống như đi R1. Hoặc là người ta không có thời gian mà dắt đi dắt lại nặng quá giống như R1 đi thường xuyên. Nhiều người ta chỉ thích kiểu dáng mô tô và ta chỉ thích đi lại vậy thôi, cho nó thể thao vậy đó. Mang giày bata rồi đi lại thể thao rồi là ok thôi anh em. Đó, rồi ok, vậy clip mình kết thúc ở đây nha. Rồi ha, cũng chúc anh em nhiều sức khỏe. Còn địa chỉ của mình sẽ đọc thêm lần nữa, đó là 106 đường Trần Văn Kiểu, phường 10, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Hoặc anh em sẽ liên hệ Zalo 0916640653 gặp Minh Bờ Kè. Ok anh em ha.